Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Dân tướng học và ứng dụng vào đời sống, tiếp tục với chuỗi series chia sẻ kiến thức về dân tướng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ và truyền tải đến tất cả các bạn chủ đề mới, và đây chính là tướng tài của một người phụ nữ đã gửi cho mình qua trang fanpage. Với cái tướng tài này thì có một cái đặc điểm phải nói rất đặc biệt, mà nếu như các bạn sở hữu nó, có thể nó sẽ mang đến cho các bạn một sự thành công và cái tài lộc dồi dào về sau này. Và chúng ta sẽ đi vào phần tổng thể xem về cái tính cách của cái nhân vật này nó như thế nào, để giúp cho chị này có thể khám phá ra được những cái tiềm năng, sức mạnh nội tại ở bên trong của mình. Và nếu như các bạn có sở hữu những đặc điểm này thì cũng có thể tự đối chiếu với mình xem mình có hay là không. Trước tiên chúng ta đi vào cái phần tổng thể về cái tướng tài. Chúng ta thấy đây là một người phụ nữ mà cái lòng bàn tay là một cái đặc điểm rất nổi trội ở đây. Đó chính là cái lòng bàn tay nó rất là dày và nó có một cái độ rộng. Những người này thì thường là chúng ta biết được là họ có một cái tính tình rất rộng rãi, thông thoáng. Và ở những cái về sau này, cái khả năng mà họ nhân sinh quan của họ cũng sẽ rất rộng. Cho nên những người này thường họ sẽ không bị gò bó ở bất kỳ một nơi nào, mà họ ở bất kỳ cái môi trường nào đi nữa, cho dù ở non cao, ở dưới biển hay là ở đồng bằng, thì họ cũng có thể sinh sống và tự lập để phát triển cái bản thân mình được. Đây là một trong những cái khả năng rất đặc biệt của những người có tướng tài như thế này. Và đương nhiên những người mà có tướng tài như thế này thì cái lòng bao dung của họ cũng rất lớn. Nhưng mà để đi được tới lòng bao dung đó thì có thể nói có một cái hạn chế cũng rất lớn đối với tướng tài này, đó chính là cái tính khí nó hơi nóng nảy. Hay nói cách khác, người phụ nữ có tướng tài như thế này thì rõ ràng trong người họ có bản tính của một người đàn ông. Đôi khi họ phải gánh vác luôn những cái nhiệm vụ của một người đàn ông trong gia đình, đôi khi mình cũng đóng luôn hai cái vai trò. Chúng ta phân tích về các cái ngón tay, chúng ta thấy là cái tướng tay của chị này, các cái ngón nó không có một cái sự đồng đều với nhau. Cái tướng tay ở khúc dưới thì to, còn ở trên thì nó có một cái phần gì đó nó hơi lỏng lẻo, tức là nó chưa có một cái sự phát triển đồng đều. Thì những người này thường là cái thời tiền vận của họ sẽ gặp nhiều cái sự gian truân trắc trở, và đôi khi cuộc sống tình yêu hôn nhân của họ cũng như thế. Và với những tướng tài như thế này thì cái chuyện thất thoát tiền bạc là cái khả năng rất cao. Chúng ta phân tích về những cái lóng thứ ba của hai cái ngón này. Đây là một trong những cái lóng mà nó thể hiện cho cái hậu vận của họ, là càng về sau nó sẽ càng được no đầy, sung túc. Và những người này thường là họ, khi mà họ lập gia đình thì họ cũng có một cái sự may mắn rằng cái gia đình người chồng đó cũng thương yêu mình, hay nói một cách khác, mình cũng là một người có một cái danh tiếng, có một cái địa vị ở trong cái gia đình đó. Tuy nhiên khi chúng ta thấy ngón út của chị này cũng nó hơi thấp, thì đây là một cái yếu tố mà mình cũng đã phân tích rất nhiều. Những người có tướng tài như thế này thì chúng ta nên cẩn thận trong cái việc hợp tác làm ăn với bạn bè. Thường thì những người này họ khi mà họ chơi với bạn bè thường á, thì chúng ta hay dễ bị lợi dụng, bởi vì mình nhiều khi mình cũng tin người, cho nên hùng hạp làm ăn thì rất dễ bị thất thoát với những cái số tiền đó. Và đó chính là những cái vấn đề tổng thể để chúng ta biết được một phần nào đó về cái tính cách họ. Với cái tướng tài như thế này thì rõ ràng là cái những người này mặc dù là họ là một cái người có một cái sự nóng nảy, nhưng mà rõ ràng cái sự nóng nảy đó đôi khi nó là một cái điều gì đó nó không thể kiềm chế được. Hay nói cái cách khác là tướng tài của người này thì cái cảm xúc của họ, cái cảm xúc thì đôi lúc rất là dâng trào. Nhiều khi ngay chính cái thần minh của mình, tức là cái nội tâm của mình, nó không kiểm soát được cái tính nóng nảy đó.
mà đôi khi chỉ cần một cái sự tác động nào đó thì chúng ta cũng lay chuyển luôn cái ý chí của mình. Đây là một cái khuyết điểm rất lớn. Hy vọng là qua những cái lời chia sẻ chân tình và những cái lời phân tích này có thể giúp cho chị từ đây có thể khắc phục được cái tính nóng khí của mình. Và chúng ta biết rằng cái tính nóng nảy đó chính là cái gốc, cái căn cơ mà nó làm tiêu hao nhiều cái phước báo của chúng ta. Bởi vì đây chính là một trong những cái mà nó sẽ đưa cho người ta đi đến nhiều cái suy nghĩ sai lầm, và nhiều khi dẫn đến những cái hành động nó sai lầm. Cho nên khắc phục được cái tính nóng nảy là một trong những người họ biết tu sửa với bản thân của mình để hướng đến cái điều từ cái sâu lắng ở trong nội tâm của họ, để có thể dung hòa, tức là cái tâm của mình nó sẽ bao dung rộng lớn hơn, từ đó cái phước đức của mình nó cũng sẽ tăng lên từ đó. Chúng ta phân tích về các cái đường chỉ tay, chúng ta thấy được rằng chị là một người có cái đường trí tuệ nó tách rời hẳn so với cái đường sinh đạo, thì đây là một người phụ nữ rất thông minh. Họ là một người đa tài, như lúc đầu mình đã chia sẻ, thì chị này cho dù ở bất kỳ môi trường nào đi nữa, họ cũng sẽ là một cái người biết vươn lên để thành công. Với những người phụ nữ như thế này, có thể nói mình là một người mà có thể nói là rất khâm phục với những người này. Và đối với tướng tài như thế này là cũng là một người rất thông minh, dễ nắm bắt được cái thời cơ. Tuy nhiên, với tướng tài như thế này thì rõ ràng là nhiều khi mình chưa có thực sự suy nghĩ một cách thấu đáo, sáng suốt, cặn kẽ để mà đưa ra cái quyết định. Tức là nhiều khi mình đưa ra cái quyết định nó hơi nóng vội, và đây cũng chính là cái nguyên nhân để dẫn đến những cái sự thất bại trong cuộc đời của mình. Nếu như mà mình suy đo tính toán kỹ lưỡng, cân đong đo đếm một tí xíu, thì cái khả năng mà thất bại nó sẽ hạn chế đi rất nhiều. Cho nên với tướng tài này, nó có cái ưu điểm nhưng mà cũng có khuyết điểm. Những người này thường là họ luôn luôn đứng đầu trong bất kỳ môi trường nào. Họ là một người rất hoạt bát. Đây là một cái yếu tố rất thuận lợi để cho họ có thể phát triển cái tài năng của mình. Và họ cũng là một cái người có một cái trực giác rất nhạy bén. Bởi vì chúng ta thấy ở cái khu vực này và nó có rất nhiều tam giác ở đây. Tam giác ở đây, đây là một trong những cái dấu hiệu có thể nói người này cũng là một người có thể cảm nhận được những cái mây rủi xung quanh của mình, hoặc là những cái giác quan nào đó, để giúp cho chị có thể tránh được những cái điều dữ, hoặc là tiếp cận được với những cái điều hay. Và chúng ta phân tích tiếp về đường tâm đạo. Đường tâm đạo của chị là một cái đường có thể nói là rất sâu, và nó có một cái đường hướng thẳng lên cái gò mọc tinh như thế này. Rõ ràng đây là một cái người mà họ có thể là sẽ gặp được cái chuyện tình yêu hôn nhân của mình á, là cũng sẽ là một cái câu chuyện đẹp. Đây cũng là một người có cái ước mơ, cái tham vọng rất lớn ở trong cuộc sống. Đây là một điều rất tốt. Con người của chúng ta thì phải có ước mơ, có cái sự cầu tiến. Bởi vì khi có ước mơ thì chúng ta mới bắt đầu thực hiện những cái việc làm đó, để cho ước mơ của mình nó có thể thành cái sự thật. Và chúng ta thấy được trên cái gò thủy tinh của chị này có những cái đường, đây là những đường tài lộc. Nó thể hiện rằng cái khả năng lọc lá trong cái việc kinh doanh mua bán. Và nếu như mà chị này kinh doanh mua bán thì rõ ràng là một yếu tố rất thuận lợi. Chúng ta thấy là ở cái khu vực này của chị có một cái tam giác rất lớn như này. Đây là một trong những dấu hiệu nó cho thấy cái sự thành công của chị ở những năm 35 tuổi là đã có được đất đai, nhà cửa. Và với tướng tài này, cái khả năng cao, rất cao. Chị là một người kinh doanh về đất đai và bất động sản. Chúng ta thấy cái vùng cung ly này của chị nó có những dấu hiệu như thế này. Tuy nhiên chúng ta thấy cái việc kinh doanh đất đai và bất động sản đó, nó đã giúp cho chị có được cái sự thành công đó. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là một trong những cái sự thất thoát đó nó cũng có. Và ở cái khu vực này nó cũng có những cái dấu hiệu nó cho thấy là cái sự thất thoát. Trong cuộc đời của chị có thể nói là đã gặp ít nhất cũng đã 2 lần cái sự thất bại. Mà chúng ta thấy ở cái khu vực này nó có những cái phân như thế này, mà ở cái khu vực này nó càng thể hiện rõ hơn một cái vân đạo rất lớn. Nó giống như là một cái biểu hiện nào đó
nó thể hiện rằng cái cuộc đời của người đó sẽ trải qua những cái sự thất bại, hoặc là có một cái sự giảm sút về cái sức khỏe nào đó, mà cái những cái dấu hiệu này nó cho thấy sức khỏe của mình nó có một cái sự suy giảm. Tuy nhiên chúng ta thấy với cái tướng tài này là một cái tướng tài của một người rất có thần khí, tức là bàn tay vuông vức đầy đặn, màu sắc đỏ ửng, cho nên về sức khỏe của chị có thể nói là một người sống rất thọ, và họ là một người có mệnh lớn. Cho nên về xét yếu tố còn lại thì chúng ta thấy rõ ràng những cái dấu hiệu này nó cho thấy rằng cái khả năng mà thất thoát về cái tài chính là rất cao. Và sự thất thoát đó nó có thể dự báo là cũng từ 2 đến 3 lần cái sự thất thoát. Mà cái sự thất thoát này nó rơi vào những cái độ tuổi mà nó cũng rất nhạy cảm, ở cái độ tuổi trung niên. Nhưng tuy nhiên chúng ta thấy được rằng là cái khu vực này của chị, chúng ta thấy rằng là ở bên trong nó có, đây là một trong những cái vân tay, nó cũng thể hiện rất tốt, nó thể hiện cái quý nhân giúp đỡ ở trong cái cuộc đời của mình. Đây là một cái vân âm đức. Vân âm đức nó thể hiện là một cái người họ có tích lũy được cái âm đức cho mình, cho nên nó xuất hiện ở đây thể hiện đây là một người cũng đã từng sống lương thiện, bao dung, tử tế, có đạo đức, cho nên có được những cái vân rất tốt như thế này. Và cung phúc đức này, ta sẽ thấy được cái điều này, nó khẳng định một yếu tố đó. Tuy nhiên với tướng tài này thì chúng ta thấy rằng cái gò thái âm và cái rò kim tinh rất cao. Và gò kim tinh nó cũng là một trong những cái thể hiện nó cho thấy đây là một người có một cái sự độ mạng, quý nhân độ mạng rất lớn từ bên trong dòng họ, dòng tộc, gia tiên mình. Đây là một cái điều nó thể hiện rằng một người đó có tích được cái âm đức cho mình, cho nên có được cái sự gia tiên phù hộ đó cũng là một trong những cái để giúp cho chị làm được những cái điều phước thiện nhiều hơn. Và đương nhiên với cái tướng tài này, chúng ta thấy mặc dù chị có một cái sự thất thoát như vậy, nhưng mà chúng ta thấy được rằng ở những cái khu vực ở gò thổ tinh này nó có những cái đường đi lên, thì rõ ràng ở những năm mà 40 tuổi cho đi thì chị cũng sẽ gặp được nhiều cái lộc lạc. Và một cái đặc điểm nữa ở cái khu vực này của chị thì nó có một số cái hình nó không được may mắn cho lắm. Nó thể hiện rằng cái sự trắc trở ở trong cái chuyện tình yêu, đặc biệt là ở những năm nhạy cảm là những năm 40 tuổi thì có một cái sự trục trặc nào đó. Hy vọng rằng ở những cái thời điểm đó vượt qua được thì chắc chắn cái hậu vận, cái chuyện tình cảm này sau này của chị sẽ là một chuỗi ngày nó thật là hạnh phúc. Và với cái tướng tài này, sau này nó sẽ có một cái sự thành công vang tiếng. Bởi vì trên cái gò mộc tinh của chị này, nó dần đang xuất hiện một cái dấu ấn. Nó giống như là một cái ấn lệnh như vậy. Mà cái ấn lệnh này nó chưa hiện rõ là bởi vì người này còn ở trong một cái giai đoạn khảo thí, tức là ở trong một cái giai đoạn bài kiểm tra. Nếu như mà chị này vượt qua cái bài kiểm tra đó thì có thể bước lên một cái tầng bậc cao hơn, là sẽ có được cái danh giá, cái địa vị, và nhiều khi là có thể giúp được những cái người khác sau này nhờ vào cái bài thi kiểm tra đó. Và hy vọng cái ấn lệnh này nó sẽ sớm hay muộn, mình không mong cầu nó sớm hay là nó muộn, mà nó tùy thuộc vào cái tâm của chị như thế nào. Và hy vọng với những cái lời phân tích này, nó sẽ giúp cho chị có thể định hướng rõ ràng cho mình hơn, rằng mình đã đi theo con đường nào. Và nếu như mà chị có một cái cách tu tập nó nào đó mà sớm cái dấu ấn này nó hiện ra, thì mình nghĩ rằng cái sự thành công của chị sau này sẽ là rất cao. Và mình hy vọng các bạn có những cái dấu hiệu này thì cũng tự tin một thời điểm nào đó chúng ta sẽ có được cái sự may mắn. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.